Không làm gì đấy. Đấy. Không làm cái gì đấy. Nó làm bàn hả? Nó phải dàn ốc vô nữa chứ. Ốc dài quá dặn không được đâu cơ. Nó ốc dài quá dặn không được đâu, dặn vô tay đó. Ốc dài quá dặn không được đâu. Phải khoan lỗ ra hả? Trời ơi, mấy cái lớn mà nó muốn làm à. Chí, vỗ tay, anh giỏi quá. Trời ơi, cái chân vỗ tay nó không anh? Không có, không sao. Chuyện vô tay nha, chưa vô tay chảy máu nha, chưa giỏi bắn giỏi biết dặn ốc giỏi bắt đứt vậy con biết dặn ra không? Con đang làm gì đấy hả? Đang làm đồ. Con đang làm đồ hả? Con biết đồ đúng rồi mà gà nó dặn vô đẹp lắm đó. Mẹ con đang kêu con làm bàn mà phải không? Làm bàn cho người ta mà hả? Làm bàn. Con làm bàn gì? Làm bàn có đặt ha. Làm bàn cho người ta.
Không có làm cho ba hả? Nhận cô ba cũng nhận cho cô là các cô nhận cô ba. Ồ, muốn làm cho ba, làm cho ba. Giỏi quá. Dầu ẩn xuống nha. Giỏi. Giỏi lắm nè. Không phải. Nhà mẹ cặp đi chị Yến. Con nghe nhà mẹ không được 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 đưa nghe mẹ. Tại sao mẹ không được đụng vô? Đi chị Yến đó. Nguy hiểm đó. Hiểm đó hả? Con để đây mẹ không được đụng vô nha mẹ, nguy hiểm đó. Dạ. Nó lăn cái lỗ ra. Con khoan cái lỗ ra hả? Nó lăn cái lỗ ra. Không nghe được tiếng bữa luôn, nó không nhử ra. Vô chơi với con đó. Nè. Em bé không có thấy cuộc thay đổ thôi nhưng bé đã nhìn bé nở lá nè. Đã nhìn bé nở lá nè ba. Rồi. Em mới nói nhìn bé cười nó chỉ nhẹ ba. Ba không biết nữa. Cam vậy hả? Dạ. Ừ, cam này không sao hết con. Cái này nguy hiểm chưa hả? Dạ. Nguy hiểm á, cái đó nguy hiểm. Thôi không chơi nữa, nguy hiểm coi. Bị cong nè ba. Ừ, con biết nữa, tại con phải để thẳng lên nó mới không có bị cong.